Dạ lên sắp về spa suy nghe ạ. Dạ. Gì em? Lấy hàng đi em. Lấy của ông đó 325. Dạ. Cái hộp em rồi. Cái okay. Hộp thảo dược nhân sâm để sẵn ở dưới chứ không lấy lộn nha. Lấy của người ta 325.000 nha, chúng phải đưa. Không đưa chí nha. Lấy 325.000. Mình lấy của họ 325. Trời, thấy chưa? Bởi vậy không hỏi chứ. Lộn hộp rồi nha. Nó sao là bình thường là gọi lấy hàng đó là phải gọi cho anh Hải, phải gọi chị. Lấy hàng đi giao cho 88 mặt biển chi gói bún thịt nướng và giao hàng. Rồi lấy thứ một gì chị? Thảo dược nhân sâm. Đưa lấy. Hộp anh đóng chặn đó là không phải nha. Mày á. Giờ lấy hộp thảo dược nhân sâm có để, lấy tiền không? Để sẵn ở dưới cơ. Chứ em không được lấy ở trong đó nha. Dạ. Cái hộp mà chị để dạ. trong cái chỗ serum á. Rồi lấy 325. Trời ơi cái méo này dày luôn nè. Có trò luôn hả?
chưa Thư? Chưa chị.